Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về một cặp đôi. Họ chưa vướng bận chuyện con cái nhưng họ cũng có những mối quan tâm khác và đang nỗ lực từng ngày để xây dựng cuộc sống gia đình của mình tốt hơn. Xin chào Quách Thanh Vân, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả. Chào anh ạ, em mời anh. Vẫn là không gian quen thuộc này thôi, mà mỗi một lần thì anh em mình lại gặp những cặp đôi khác nhau. Đúng rồi, và mỗi cặp đôi đều có một cái câu chuyện, một cái bài học mà anh nghĩ là rất là thú vị. Dạ, cặp đôi ngày hôm nay thì cũng rất là quen thuộc với anh, với em và với khán giả hay theo dõi các chương trình truyền hình hay là các bộ phim. Bởi vì một người là ca sĩ, một người là diễn viên. Em nghĩ là cùng là một nghề, nó có những cái thuận lợi nhưng mà nó cũng có những cái bất lợi nhất định. Chúng ta sẽ cùng theo dõi thông qua hình ảnh ngay sau đây ạ. Ngày hôm nay Tâm có mặt ở đây để chia sẻ với mọi người về vấn đề Tâm đã từng tăng cân. Và lúc ấy Tâm cảm giác thấy là mình rất là bị mất tự tin, thậm chí là bị trầm cảm nữa. Cũng may mắn là trong thời gian đó Phương Hằng đã ở bên cạnh động viên cũng như là an ủi và hỗ trợ cho anh Tâm có thể vượt qua được khó khăn lúc đó và bây giờ đã trở lại được cuộc sống bình thường. Đó chính là câu chuyện của Phương Hằng và ca sĩ anh Tâm, ông xã của Phương Hằng. Vậy là cái chuyện cân nặng hay áp lực về ngoại hình nó cũng không phải chỉ là vấn đề mà thường xảy ra với phụ nữ phải không anh? Chắc chắn là như vậy, và đặc biệt là đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nữa. Đặc biệt là cái chuyện mà mình tăng cân không kiểm soát nữa thì chắc chắn là cái hình ảnh của mình khi xuất hiện thì sẽ không đẹp trong mắt của khán giả. Và như vậy thì anh nghĩ là đối với nghệ sĩ thì cái áp lực còn lớn hơn rất là nhiều. Em nghĩ nó còn liên quan đến vấn đề sức khỏe nữa. Khi mà tăng cân như vậy thì mình sẽ rất là dễ bị mệt, bị mất năng lượng, bị dễ tụt cảm xúc và nhiều vấn đề khác nữa. Hiện tại thì có lẽ là câu chuyện này đã được kiểm soát, thì hai bạn mới xuất hiện ngày hôm nay. Bây giờ thì anh muốn gặp ai ạ? Anh muốn gặp vợ hay chồng? Thôi khó quá, thôi chắc là cho Phương Vân chọn đi. Em thì em thích màu hồng nam tính. Có một người đàn ông mặc áo hồng ở đây thôi ạ, nên chắc em sẽ chọn người ấy ạ. Đó chính là anh Tâm. Anh sẽ trò chuyện với Phương Hằng nha. Ok, anh cũng khá là yêu thích Phương Hằng thông qua những vai diễn và thông qua những cái chương trình có dịp quay chung, thì chắc là anh em nói chuyện cũng rất là hợp ý với nhau. Nhưng mà xíu anh nhớ ra gặp em vào lúc phù hợp nhé. Ok. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ anh Tâm. Chào em. Em chào chị. Thôi chị mời em. Dạ. Hiện tại là chị thấy là em rất là ốm luôn. Dạ. Em đã tăng bao nhiêu ký và đã xuống bao nhiêu ký? Em tăng lên 91 ký. Và hiện tại bây giờ số ký của em đang là 64 ký. Là coi như lệch khoảng gần 30 ký. Em tăng lên trong thời gian bao lâu? Em tăng lên trong thời gian khoảng độ một năm. Tại vì chị không gặp em cái lúc mà em tăng cái số ký mà nó đột biến như vậy. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần cuối cùng chị gặp em á thì em cũng không gầy như thế này. Dạ đúng rồi, nó lúc đó thì cũng chưa đến chưa, thì cũng là đang bình thường, cái số ký nó vẫn đang là bình thường. Nhưng mà vẫn là gọi là đầy đặn hơn vậy nha. Dạ đúng. Thì một khoảng thời điểm sau thì bắt đầu là em mới bị tăng cân lên. Rồi là cái em ngưng luôn mọi thứ cho tới thời điểm này. Em chỉ mới giảm cân cách đây khoảng độ được 3 tháng rưỡi này thôi. Nhưng mà tại sao lại có thể tăng một cách đột biến như vậy hả? Tại vì do một cái số cái công việc làm ăn nó không thuận lợi gì. Rồi em bị một cái giống như bị một cái lao theo cái việc mà mình cảm thấy mình thất bại á, trong công việc á. Cái làm cho mình cảm giác thấy là mình tự ti, rồi mình cứ không có muốn nghĩ gì tới cái công việc nữa. Em nghĩ là nó chỉ là một phút là mình nơi lỏng bản thân mình thôi, nhưng không nghĩ là nó đi theo mọi thứ vậy đó. Những ngày đầu là cứ ở nhà buồn rồi trầm cảm rồi stress, cứ ở nhà xong rồi cứ ăn uống rồi đôi khi có uống bia nữa. Rồi cộng cả hai, mà anh biết cái bao tử mình khi mà đã ăn khoảng 1-2 tuần rồi thì đã bắt nó nở ra, và thế là anh ăn một cách khủng khiếp. Có nghĩa là một lần anh ăn bằng một ngày người khác ăn, thì có nghĩa là một ngày anh ăn khoảng 2-3 cử, thì trong một tháng ăn là bằng người ta ăn 4 tháng. Nó gộp lại như vậy, và trong vòng khoảng tầm 2-3 tháng là nó bắt tăng cân nhiều lên rồi, và càng như càng lên cao nó càng nhanh hơn hay sao á. Càng mập thì mình lại càng ăn nhiều vô chị. Rồi tự nhiên nó tăng cân, một lúc nào đó là em cảm thấy là đến mức độ mà em không dám gặp bất cứ ai hết. Ba mẹ em cũng không dám gặp, người thân em không dám gặp.
ngay cả là cái Tết vừa rồi á, ngay ngày mùng 1 Tết em vẫn không gặp ai hết, em trốn ở trong nhà một mình vậy đó, chỉ gặp đúng mỗi giờ em thôi. Như vậy là nó có vấn đề bất ổn về tâm lý cũng rất nặng với em đó. Em nghĩ là cái người nghệ sĩ mình á, ai cũng rất là sợ mình bị tăng cân, tại vì mình sợ mình xấu trước mặt khán giả. Nhưng mà em có thể là trường hợp của em có thể là em giống như là cái việc tăng và ốm cân nó giống như là nó đi cả đời em rồi. Nên em cảm giác thấy tự nhiên khi mà em bị mập lên á, cái em bị mất hết tất cả mọi những cái gì đó tự tin trong con người em, nó làm cho em bị trầm cảm á. Đó là một cái vấn đề nặng đó. Tại vì thực sự là ngay cả khi mà chị mập ú, chị cũng không bị tiêu cực như vậy nữa. Chị vẫn tin là yên tâm, một ngày nào đó rồi sẽ xuống. Thì em cũng nói với vợ em hay nói câu là yên tâm đi, tại vì em đã từng mập lên ốm lại rồi. Cái lúc mà chị gặp em cách đây vừa rồi thì lúc đó em cũng đã từng mập lên và ốm lại. Nhưng là lúc em ốm lại em tự tin bản thân, em nghĩ là mình đã ốm lại được rồi, có nghĩa là mình đã làm được, mình làm được trong vòng chỉ mấy tháng thôi. Thì lúc đó mình nghĩ mình làm được, thế là mình lại trở lại con đường kia. Em thì cái quan điểm em sống là ví dụ như mình đang bị một cái xuống dốc hay một cái gì đó mình cần bật lại, nhưng anh Tâm không có. Anh Tâm là cứ từ từ làm thử, ngày hai ngày không được xong là bắt đầu nản, là bởi nó mới kéo dài một năm là như vậy anh. Người kế bên em là chị có Hằng thôi. Lúc đó Hằng như thế nào, Hằng nói gì với em? Thật ra thì chị có biết là đến một cái mức độ mà em mập lên mà em nhìn vô gương em còn không nhận ra em, thậm chí là em không dám nhìn vô gương, nói đúng hơn là không bao giờ em dám nhìn vô gương. Nhưng có những thời điểm mình phải lướt qua cái gương thôi, nhưng khi mà nhìn vào tự nhiên em có cảm giác thấy là trời ơi, sao mình có thể trở thành con người như vậy. Và mình không có dám đối đầu với lại những cái điều mà nó đang xảy ra hiện thực. Nhưng mà lúc đó thì thật ra thì em cứ hay nói trong lòng là sao cô ấy có thể chịu được điều này. Em có chút cái điều đó lên Hằng không? Em không có dám chút, nhưng mà có nghĩa là những cái gì đó thì mỗi lần mà cô nói gì em nói là phải để thời gian để em ốm lại, xin hãy để em thời gian. Tại giống như em nói là cái việc lấy nhau cả đời, chẳng lẽ một phút em bị như vậy có thể bỏ qua hay ý là tại sao không giúp em. Nhưng thật ra không phải, cái vấn đề là em đang trốn tránh việc đó chứ không phải là em đang muốn. Nhưng mà thật sự là rất là may mắn ở điểm là khi mà em đang rơi vô cái tình trạng là em bị như vậy thì Hằng vẫn luôn bên cạnh em. Cái lần này giống như là lần cuối cùng em nói vợ em là hãy để em làm một lần vì vợ em đi, em sẽ cố gắng em ốm lại. Thì lúc đó em không có đi làm được gì hết, là có một mình Hằng lo. Một mình Hằng lo hết. Em chỉ có giống như là những công việc kinh doanh á thì em còn làm. Tại vì gặp những cái người trong công việc kinh doanh á thì em còn gặp được, tại vì họ không biết em là ai, bịt khẩu trang. Nhưng mà về công việc mà làm nghề á, mọi người gọi đi hát hay gọi quay show như thế này nè, hay là quay những cái chương trình á, thì em hoàn toàn em nói là tại em đang ở xa, ở tỉnh, em từ chối hết, em không dám làm gì nữa. Vì một năm vừa qua là anh không lên hình luôn. Toàn bộ show là anh không nhận luôn. Có nghĩa là lúc đó thì em có nghĩ một phần, em có nhiều khi lúc em trò chuyện với bạn em á là khi em khuyên ảnh á thì em bảo là đừng có ý y, là bởi vì bản thân em cũng có thể kiếm ra kinh tế mà nghĩ như vậy. Thì người ta nói là mưa dầm thấm lâu, thì cứ nhiều khi em thấy là ảnh rất muốn quay trở lại nhưng mà giống như là chưa đủ cái dũng khí và chưa đủ cái mạnh mẽ. Anh cứ định là khoảng một tuần lễ xong rồi tự nhiên bị nản chí. May mắn là tự nhiên bây giờ, tự nhiên cái thời điểm là cách đây khoảng 3-4 tháng là ảnh giống như vượt qua được cái ngưỡng cửa đó và ảnh tập trung, và ảnh hầu như anh chỉ ở nhà, ảnh không ra đường trong vòng hơn 3 tháng qua luôn. Một ngày ảnh tập khoảng 8 tiếng. Trời ơi. Mà tập với cường độ mạnh đó, chứ không phải là 8 tiếng mà cứ chơi đi chạy chạy, không có. Mà anh tập mà cái khăn mà phải tầm khổ 1m90 với khoảng 1m6 cỡ đó, mà ảnh tập 3 cái ướt nghe mà em dắt ra nước, thì giống như là ảnh nhúng vào cái thau nước kìa. Mỗi ngày là ảnh đều như vậy hết, từ sáng cho tới tối, nhiều khi tập tới 12 giờ một buổi đêm. Quyết tâm vậy đó. Vậy có lúc nào Hằng áp lực ngược lại với em không? Bởi vì một mình Hằng cũng phải cắn đáng nhiều. Có chứ, Hằng em cảm thấy tội nghiệp lắm. Có những lúc Hằng muốn được đi coi phim, nói chung là đi chơi đó. Em đi được mà, bịt mặt thôi. Không chị nha, em không dám đi nha. Em nói với vợ em là bộ muốn người ta nhìn em như vậy hả? Và lúc đó, và em nói với chị luôn là có đi chăng nữa thì vô những chỗ đó thì chị phải bận đồ cho nó tươm tất xíu. Bây giờ em hỏi chị, em chỉ có 2 cái áo bận vừa thôi. Và em chỉ có những cái quần, chỉ là quần cục á, quần thể thao thôi. Em không có quần dài, tại vì em không có mua. Nên cái size lớn của em không có, nên em chỉ có quần cục thôi.
thì làm sao em thể bước vô chỗ đó được? Em không dám. Em nói với em là thôi, đâu có đồ đâu mà đi vô đó. Và tự nhiên nó, tại vì á, mọi người hiểu là khi mà mình ốm, cái mình mập lên á, cái tự nhiên mình bị buồn lắm, mình hay bị tự trách bản thân á, rồi mình mất tự tin hiểm đó. Vì cái kiến mà mình còn không dám nhìn vô thì mình còn dám nhìn vô điều gì nữa. Thế là em cứ vậy đó, em nói vậy em không đi, giờ đi đi một mình đi. Trong cuộc sống anh Tâm thì cũng khá là trải qua nhiều chuyện, nhưng mà em thấy là những chuyện khác anh Tâm trải qua rất nhẹ nhàng, nhưng mà riêng về vấn đề ngoại hình là giống như cái điều đầu tiên anh đặt ở trên đầu á anh. Em không biết tại sao, tại vì em có chia sẻ với một số anh chị diễn viên hay nghệ sĩ làm sao để giúp đỡ ảnh, thì mọi người bảo là ủa diễn viên lên cân ngay cả lên 10 cân, hoặc có những diễn viên rất là tròn, vẫn họ vẫn lên hình rất duyên dáng. Nhưng mà sao riêng anh Tâm anh lại cảm thấy cái điều đó là nó quá áp lực với ảnh. Vì em lúc ảnh nghĩ với em là thứ nhất là ảnh quen cái ánh nhìn của người nghệ sĩ, là thường là ca sĩ người ta hay khen là ôi sao đẹp quá vậy, nhảy đẹp quá vậy, mà riêng cái vấn đề nhảy nữa mập là không nhảy được. Chị nghĩ mỗi người đều có một cái áp lực riêng và những nỗi sợ hãi riêng, những nỗi sợ hãi cố hữu. Dạ đúng rồi. Thậm chí là em nhớ cái đó là ngày mùng 1 Tết, thì giờ em nói là phải về gia đình bên kia để gặp mặt. Em nói là em còn tiêu cực và em còn trầm cảm mức độ, em nói là không được ép em điều đó. Em nói là gia đình em còn không về gặp thì em không muốn gặp, để một khoảng thời điểm em mớm lại đi, em không về gặp đó. Em nói là nếu mà bắt em về gặp em sẽ bỏ đi, vậy luôn đó. Mà vợ em lúc đó, vợ em cũng cương quyết với em, hai người cũng gây gỗ nhau, nhưng cuối cùng thì em nói câu đó ra, xong vợ em sợ. Tại vì lúc đó xong thì em lại thua vợ em ở điểm là vợ em nói là bây giờ nếu không vậy thì vợ em sẽ vợ em bỏ em luôn. Tinh thần lúc nào cũng hơi yếu á. Dạ, tinh thần á là mùng 1 Tết à, có nghĩa là em lúc đó là mập rồi, nhưng mà chưa có mập tới nỗi 91, rồi khoảng 80 mấy. Xong rồi cái nói em là thôi cố gắng thôi kệ, và người ta có chê cười mình mập lên không thôi kệ, hứa với em đi. Thế là 7-8 giờ sáng là tự động nó là ra đường làm cái gì đó trước cửa, thế là mặc bộ đồ đi ra đường, ra công viên ngồi luôn và khóa máy luôn, em không kiếm được và em phải tự về chúc Tết ba mẹ, chúc Tết gia đình hai bên. Trời vậy hả? Lúc đó em rất giận, rồi em trốn người ta luôn, rồi em không trốn đi vợ em luôn. Cái vợ em sáng chỉ cần hưởng gọi em không bắt máy là vợ em hiểu rồi. Cái em chỉ nhắn cho vợ em một câu là em nói là đi chúc Tết vui vẻ đi, rồi khi nào về thì chồng về, rồi em nói vậy thôi. Chứ em cũng không có chỗ để ngồi ăn luôn, không có chỗ để ngồi, và thậm chí là đang buồn ngủ mà cũng không có chỗ để ngủ nữa, thì cứ ngồi ngoài công viên. Em nhớ em ngồi ngoài công viên á, xong rồi em còn nhớ lúc đó em nói với em là tại sao cuộc đời mình cứ phải như vậy vậy, tại sao mình phải cứ làm những cái việc mà mình không có sự cố gắng hay sao. Em nhớ em còn có mức độ là em trầm cảm tới mức độ đó là gì. Chị cảm thấy rất là thương, rất là thương em luôn, và thương luôn vợ em luôn. Bây giờ chị cần phải gặp Hằng gấp. Hằng ơi, anh Hòa An ơi, anh mời Phương Hằng ra đây nha anh. Dạ ơi. Này. Dạ dạ. Chào em. Trời ơi, chị rất là chia sẻ với em. Trời đất ơi, anh nghe không? Anh nghe đầy đủ hết không anh An? Nghe đầy đủ luôn. Đó. Em nói thiệt là em không hỏi sang chuyện khác được luôn. Em tính hỏi mấy chuyện nữa nhưng mà thấy không cần thiết nữa. Tại vì cái chuyện lớn nhất mà hai bạn đã phải vượt qua đó là cái áp lực về cân nặng, nó dẫn đến một cái tình trạng tâm lý nó rối loạn và bất ổn đến mức nghiêm trọng luôn. Thật ra những chuyện mà anh Tâm kể với chị Vân nãy giờ là chỉ là một phần nhỏ thôi, tại vì trong khoảng thời gian tụi em trải qua khá là dài, nhưng mà những cái là những cái điểm nhấn à. Và cái câu chuyện mà nãy em nghe gần đây nhất trước khi em ra là cái câu chuyện mùng 1 Tết đúng không chị? Chị có biết là cái buổi sáng ngày hôm đó em cảm thấy là tại sao mình hứa phải rơi rồi, vào đã một hứa cái rồi đã hứa rồi. Em nói là chỉ cần một tiếng thôi và chúc Tết thôi, mà tại sao đã hứa mà không làm được? Tại vì đối với em và đối với ba mẹ gia đình đó thì anh Tâm có như thế nào thì vẫn là một người con trong nhà, chứ đâu phải là sợ ánh nhìn của khán giả nhìn vào ánh mập đâu. Thế nhưng mà vẫn trốn em. Trời, chị biết không, em không hề biết uống bia. Mà trưa ngày hôm đó, tới giờ em chưa kể luôn. Trưa ngày hôm đó em về và ảnh chưa về chị, tại vì ảnh sợ là em chưa về rồi gặp nhau này nọ. Em tức quá, trong tủ lạnh còn đúng một lon bia. Em khui ra em uống luôn chị. Em khui ra em uống mà em nằm trên ghế sofa em uống xong. Em chóng mặt quá, em đâu biết uống bia đâu. Em chóng mặt quá chị, tại vì em muốn nghĩ là lúc đó để em quên đi, em đỡ giận đi. Em uống nữa là em chóng mặt quá, em chị hôm nay em không muốn nữa. Em nằm ngủ luôn tới chiều luôn. Tới chiều anh mới về thì lúc đó là thứ nhất cái cơn giận của mình đã qua bớt rồi, và thứ hai là nghe anh Tâm kể là cái ngày hôm đó anh Tâm trải qua những cái gì, ra công viên ngồi sao,
chồng có kể cho chị Vân nghe vụ mà muốn đi kiếm chỗ ngủ mà không có chứng minh không? Tại vì giờ em đang ngủ đó, em không có là dám lấy nên em đi liền luôn, nên không có đâu có chứng minh nhân dân tại đâu. Tại vì đâu em hỏi là ủa tại sao mệt như vậy rồi không kiếm đại khách sạn nào vô ngủ đi chiều về. Anh nói chứ trong người giờ có điện thoại với tiền đâu có chứng minh nhân dân đâu mà mướn khách sạn ngủ. Trời, em nghe kể thì em thấy là rất là thương, nhưng mà em lúc em hiểu chồng em là vì có thể là trong cuộc đời sẽ đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng mà riêng về cái vấn đề ngoại hình và cân nặng là cái vấn đề anh Tâm đặt lên hàng đầu. Chị hoàn toàn hiểu. Và chị nghĩ rằng nãy chị có nói với Tâm, mỗi người có một cái nỗi sợ, một cái nỗi sợ cố hữu, cho nên là chúng ta cũng không phải là vì điều đó mà cười cợt hay nghĩ rằng là có gì đâu sợ. Không phải, tại vì mình không phải là cái người bị như vậy. Nhưng mà chị muốn giải tỏa cho Tâm biết rằng là sẽ còn rất nhiều thứ em đặt được sự quan tâm của mình vào đó. Và ngoại hình hay là cân nặng của em không phải là điều duy nhất, tại vì do em chưa chạm đến những thứ kia thôi. Thì cái việc chị nói thì cũng giống như là cái lúc mà Hằng nói với em câu là đường còn dài lắm, từng bước thang thì sẽ đi đến thôi. Giờ thêm một câu nữa, giờ em nói câu là chẳng lẽ bây giờ trong lúc này chồng có thể trốn gia đình chồng, vì đó là gia đình chồng, không gặp cũng không sao, mọi người vẫn ở đó. Nhưng lỡ may nếu vợ bị bệnh gì đó, hay là vợ đang có em bé thì phải đến chỗ sanh, lúc đó vì ngoại hình của chồng, chồng sẽ không chạy đến với vợ hay sao? Thì trong phút giờ em nói câu đó xong, tự nhiên em cảm giác thấy là đúng á. Nếu với có con người mình, với sự cương quyết là tôi đã mập, đường mắt tôi đi đâu hết, tôi sẽ chết. Em cần dùng câu như vậy là em sẽ chết nếu bắt em tới đó. Em thà chết, em nói thà chết chứ đừng bắt em xấu hổ với mọi người. Thì khi vợ em nói câu là chẳng lẽ lúc mà vợ mang mùa đẻ gì đó một mình trong bệnh viện, thì khi kêu chồng tới thì chồng sẽ nói câu là tôi không tới tại vì anh đang mập, đợi đi, giờ cứ đẻ đi rồi khi nào mà ốm rồi hãy tới. Thì tụi em nghĩ đều là không phải, tất cả mọi thứ không phải do mình thôi. Mình có thể control cái cơ thể mình tập luyện để rồi mình hòa nhập với cuộc sống. Và cái quan trọng nhất giống như chị đã nói với em là cái giá trị của những người thân ở bên cạnh mình. Đó là điều quan trọng nhất. Dạ. Chúc mừng em vì em đã nhận ra điều đó. Tại vì sự thật là sống với một người mà quá đề cao về mặt ngoại hình, đó là một điều rất là khủng khiếp. Nó sẽ áp lực với bất kỳ ai. Chị nghĩ là một người vợ cũng không quá thích một người chồng mà lúc nào cũng phải chải chuốt quá mức cần thiết. Lúc nào em đi diễn thì em phải như thế vì đó là công việc. Còn lúc nào bình thường cũng chỉ cần bình thường thôi. Không cần đàn ông cứ phải lo cái mụn xuất hiện ở đây che lại, hay là phải gắn mái giả hoặc phải xịt keo, vân vân. Chị nghĩ một người đàn ông nam tính nhất là khi mà anh ấy thoải mái nhất, và cái sức hút đó nó lớn hơn so với một người đàn ông quá quan trọng mình trong gương như thế nào. Vì cái trách nhiệm và sự ấm áp của một người đàn ông mới làm cho người đó trở nên thu hút nhất trong mắt bạn đời của mình và cả trong mắt những người khác nữa. Đó, thật ra cái giá trị cuối cùng nó nằm ở chỗ đó đó Tâm. Nên là thật ra em trở lại với chính bản thân em. Chứ thật ra là bản chất á, là những người xung quanh em, đặc biệt là Phương Hằng đúng không? Đó là luôn luôn là người mà vợ em yêu nhất rồi, đúng không? Thành ra là em phải hiểu được cái giá trị đó, là thứ nhất là chúc mừng. Thứ hai là cái thành quả mà 3 tháng trời bạn này bạn lấy lại phong độ. Lúc nãy khi mà nghe anh Tâm chia sẻ với lại Ốc Thanh Vân á, thì Phương Hằng có chia sẻ một cái ý, đó là một cái khăn 0.9 nhân cho 1.6 mà 3 cái như vậy vắt nước ra mà tập 8 tiếng đồng hồ. Là một cử 3 cái và một ngày 2 cử là 6 cái á chị. Đó là cái sự quyết tâm rất là lớn để mà có được cái kết quả mà như anh Tâm mong muốn. Chị nghĩ rằng là em đã hoàn toàn làm chủ được mình. Và chị cũng mong rằng là nếu như lỡ chẳng may có lên ký xê xích một chút nào đó, cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Quan trọng là em vẫn đang khỏe mạnh. Em thấy là giống như là sau cái việc em trải qua, em cảm giác là cái tinh thần của một con người á, cái sự bên trong á, nó quyết định rất nhiều thứ ở cái thể trạng bên ngoài của mình. Giống như nó là một cái tinh thần tốt thì mình cũng có một cái năng lượng tích cực khác. Còn nếu mà tinh thần mình yếu á, là mình rất là dễ cuốn theo chiều gió. Và qua cái điều ngày hôm nay khi mà em trải qua, em cũng muốn nói với mọi người là khi em làm được điều này á,
thật ra thì giống như là mình phải tin bản thân mình là mình sẽ làm được, mình sẽ trải qua được. Tại vì có những lúc em hiểu là khi cảm giác mình mập lên rồi đó, mình sẽ bị một cái tự ti về sức khỏe, về tất cả mọi thứ. Mình giống như là mình bị đánh gục vậy đó. Mình không có một cái gì đó. Và mình có thể bước ra mình tập vài ba cái, mình mệt quá mình lại vô lại. Nếu mà thật sự, nếu mà họ phải quyết tâm, giống như em nói là phải quyết tâm và đi từng bước thì mới đạt được. Còn nếu mà thật ra chỉ là giống như em nói câu là thôi sẽ quyết tâm giảm cân, thì cái câu nói ngàn đời cũng sẽ không bao giờ làm được. Cảm ơn em. Thì có thể có hai cái từ khóa rất là quan trọng. Thứ nhất đó là cái điểm tựa tinh thần. Không ai đoán chắc được là những sự việc xảy ra đối với mình. Bản thân của các chuyên gia tâm lý cũng vậy á, sẽ có những lúc mà họ cũng sẽ cảm thấy bất an, thì cũng sẽ phải tìm đến những cái điểm tựa tinh thần. Thì cái điều rất là quan trọng là anh Tâm có người vợ bên cạnh, luôn luôn thấu hiểu, động viên, đúng không? Và cái thứ hai là cái hành động. Hành động nó có giá trị là number one, số 1. Tư duy đúng của mình á, cộng thêm số 0. Tinh thần đúng cộng thêm số 0, có người giúp đỡ cộng thêm số 0, thì cái giá trị ngày càng được nâng cao. Nhưng nếu mà không có hành động á, nếu mà mình bỏ cái số 1 đó đi, thì tất cả những cái còn lại xung quanh nó đều vô giá trị hết. Nên vậy thì sự thành công hiện tại, để mà lấy lại được cái phong độ hiện tại, thì nó phải đáp ứng đúng là cả hai yếu tố. Đó là tinh thần phải thoải mái, có một cái điểm tựa vững chắc, và thứ hai là phải có cái hành động rất là cụ thể. Kiên trì bền bỉ nữa. Mà mai mốt chúc mừng. Mai mốt đừng có trốn vậy đó nha. Thôi em trốn thấy tội lắm á chị. Bây giờ khi mà em ốm lại rồi, em có đi gặp những cái người mà bán hàng hồi xưa, họ không có nhận ra em. Họ mới đứng chừng hững nhìn vậy nè. Cái một khoảng thời điểm sau thì họ mới vậy nè. Cái em nói ủa chị không nhận ra em hả? Cái chị ủa em hả? Trời ơi, chị tưởng hàng nó cặp bồ mới, chị đang chưng hửng vậy. Nó trời, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Thấy thằng chồng nó sao rồi mà giờ nó cặp hàng mới. Thì mọi người vậy luôn. Tại vì khi mà ảnh mập, ảnh cũng mặc cái kiểu đồ khác, không có chỉnh chu. Và khi mà ốm lại là vừa thay đổi về ngoại hình, mà mặc đồ ra đường cũng chỉnh chu hơn nữa chị. Nên là người ta, nhưng mà một con người hoàn toàn mới vậy. Lúc em mập em không có chỉnh chu gì. Còn bây giờ ốm là cái là đi ra đường, dù là đi mua đồ gần nhà chút xíu, cũng mặc quần tây, áo thun, áo sơ mi, mang giày tây vô này nọ chị. Người ta lịch sự thôi. Lịch sự là bị quá đà luôn rồi. Giống như là bây giờ ra đường khoe, y tôi ốm rồi nha, bây giờ tôi là tôi bữa nè. Vậy vậy á, em hay chọc ảnh vậy. Thoải mái đi em. Có mang một đôi dép lào trên chân cũng cứ thoải mái đi. Cuộc đời còn có nhiều thứ đáng giá hơn mà. Nhưng mà hãy nhớ, điều cốt lõi cuối cùng nó vẫn không phải nằm ở đó. Cảm ơn em rất nhiều và thương chúc hai em hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi điều, và sẽ không có bị những cái áp lực vô hình này làm cho cuộc sống của mình nó trở nên ngột ngạt nữa. Cảm ơn anh Tâm và Phương Hằng. Cảm ơn anh Đào Lê Hòa An với câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là đáng nhớ và có quá nhiều điều thú vị, phải không ạ? Mong là quý vị khán giả cũng sẽ cùng chia sẻ những cái điều này cùng với Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Xin gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.